Các bạn làm công tác quản lý dự án rất quen thuộc với cái thao tác biên bản bàn giao Transmitters. Bây giờ tôi sẽ thực thi cái việc đó trên cái nền Autodesk Construction Cloud. Trong thư mục Homo Training Materials, Project Điều lệ dự án, tôi vừa mới tải hai tài liệu các cái quy trình làm việc trên cái môi trường này. Một tệp này, hai tệp. Khi các bạn chọn các cái tệp ở đây thì công cụ thao tác trên file nó sẽ hiện ra ngay trên thanh trên cùng của màn hình này các bạn lưu ý này move copy lock hoặc share delete, di chuyển, nhân bản hoặc là xóa file những cái này là kiến thức cơ bản của sử dụng phần mềm Windows rồi. Tôi sẽ bỏ qua. Mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái đối tượng cuối cùng đó là create a transmitter. Hãy tạo ra một cái biên bản bàn giao để những cái người kia sẽ nhận được cái email cảnh báo và tệp đính kèm. Tôi sẽ chọn vào đây. Từ số create transmitter hiện ra. Ở đây nó sẽ có cái phần là tiêu đề của nội dung bàn giao này là gì. Tôi sẽ ghi rõ ở đây workflows, các quy trình làm việc với BIM 360. Người nhận Người nhận ở đây các bạn có thể là gửi theo công ty hoặc theo các bên tham gia dự án. Cụ thể ở đây là tôi sẽ gửi cho các học viên trong lớp học của mình và chọn save. Quyền quan sát là gì? Những cái người nhận này có thể biết được những ai được nhận tài liệu cùng với mình không hoặc là chỉ biết được đúng của mình thôi. Tôi sẽ lựa chọn chế độ là chỉ một mình bạn biết thôi. Hai tài liệu được gửi kèm theo biên bản bàn giao này bao gồm Workflows, List of Workflow, bảng slide PowerPoint tôi giới thiệu về 20 quy trình và danh sách liệt kê 20 quy trình đó theo từng module của Autodesk Construction Cloud. Trong phần message là bạn có gửi cái lời nhắn nhủ hoặc lưu ý nào đến với các sẽ nhận tài liệu này không? để tạo ra cái biên bản bàn giao này. Ngay lập tức có một cảnh báo này. À biên bản bàn giao số 1 đã được gửi đi rồi đấy. Các cái anh mà được liệt kê trong cái trường Recipients người nhận đã nhận được một cái email thông báo từ Autodesk Construction Cloud và biết được cái nội dung tài liệu mình sẽ nhận được là gì.